xin được giới thiệu Alice Lưu Hoàng, Sunny Hạ Linh, Kay Trường, Andy. Đặc biệt của chị Phạm Quỳnh Anh, và không biết là ở nhân dịp vô cùng đặc biệt này thì các anh chị có điều gì muốn gửi đến cho chị Phạm Quỳnh Anh không ạ? Em chỉ luôn luôn chúc cho chị của em, thần tượng của em luôn có được nhiều sức khỏe, xinh đẹp. Quan trọng nhất là phải luôn xinh đẹp, đấy, như thế thôi. Chị bây giờ có xinh đẹp không? Em nói là luôn xinh đẹp như bây giờ, quên mất nhờ. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều, cảm ơn Sunny, cảm ơn Kay Trần, Andy và cảm ơn Lưu Hoàng, và đặc biệt rằng là Only C. Bởi vì thực sự phải nói là tại sao xúc động là bởi vì có những lúc mà hai chị em mà ngồi trong phòng thu với nhau và bạn nói rằng là em sẽ luôn luôn đứng ở đằng sau chị để ủng hộ chị. Và ngày hôm nay thì sự có mặt của bạn đây đúng như những gì bạn nói. Quỳnh cảm ơn rất là nhiều. Thank you. Hả? Sunny, thích rồi đấy. Cảm ơn chị. Em cũng không biết chúc chị, nhưng mà em chúc chị luôn luôn sẽ vui vẻ. Đầu tiên là vui vẻ và luôn luôn mạnh khỏe và sẽ làm được hết những điều gì mà mình muốn làm ạ. Xin cảm ơn chị, cũng chúc cho bài hát mới của em sẽ được các bạn rất là ủng hộ nhiệt tình nhé. Chị view nhé. Chứ gì mà chị thích rồi đấy. Cảm ơn chị. Xin cảm ơn. Lưu Hoàng. Xinh đẹp thì cũng đã có người chúc rồi. Thôi thì em xin chúc cho chị là tất cả những điều ước, những tâm nguyện của chị, không chỉ là năm nay hay những năm sắp tới, sẽ đều thành hiện thực. Và hy vọng là sẽ có một bài hát kết hợp cùng với em nhở. Vinh dự của em mà, thần tượng đây. Được không ạ? Các bạn có ủng hộ không? Xin cảm ơn. Cảm ơn cả Kay và Andy. Vì khi của anh nói rằng là em có thể tham gia kết hợp hát chung với chị trong chương trình của chị được hay không, thì các bạn ấy bảo luôn luôn sẵn sàng và rất là nhiệt tình. Và chắc chắn trong tương lai Quỳnh cũng sẽ có những cái màn kết hợp mà hy vọng rằng là vui. Bởi vì dính đến Kay Trần là phải vui rồi. Bạn đâu có hát bài buồn bao giờ đâu đúng không? Bài nào cũng tưng tưng hết á. Có không? Có hả? Nhưng bài của chị với em là bài cũng khá vui nhỉ, cũng khá là dễ thương. Và cũng sắp ra mắt đấy. Cho nên mọi người phải chờ đón nha.